bích chán chưa kìa, bích chán nhiều thời rồi. Bích chán 99 sen. Bao nhiêu? 99 sen. Wow, giá dữ rồi đây. Còn rẻ hơn bên Trung Nam luôn á. Mua không? Từ này mình muốn biết không? Lựa thử đi. Nếu mua trái thì nó ngon hơn á. Trái nó mới phai vậy? Ủa này có vườn ha, vườn cho trái vậy? Đồng 99. Vườn này vừa tươi ha. Tươi. Đây có trái pe, trái pe vừa. Cái này bán sao ta? Ba trái. Trái 7 đồng 99. Cái này trái đấy nó bự ghê không? Đồ này giờ mua như hộp đi. Đồng 99. Trái cốt mình là mắc rồi. Đây mình có bánh bột nữa nè. Ở đây bây giờ gì cũng có nữa. Bột sáng chiên. Có kim chi luôn á. Cho khô đầy 6 đồng. 6 đồng 49 sen. Một bịch. 100 gram. 7 đồng đi, 7 đồng 100 gram là 140 ngàn. Ủa tầng này mình có vừa gà không chưa? Sầu riêng 3 đồng để chín thau. Thao là có 450 gram thôi đó.
có kho lan, có kho mì. $0.99 một pound. Kho lan Nhật. Cá tôm ốc ở đầu cá là tầng này đúng không? Một cái như hai cái một này đầu cá xe mình mà $1.59 một phao một cái thôi. Tôm hùm đông đá. Ốc có ghẹ. Ghẹ còn sống à. Bao nhiêu vậy? $4.99. Một hao hả? Dạ. $4.99 là kiểu như 4.15 rưỡi. 4.15 rồi. Có tâm hồn quá trời bự luôn rồi. Cua này cua còn sống hả? Có mấy ốc này đông đá rồi. Không biết làm gì ăn ha. Thì cứ về hấp thôi. Cái bánh này thì giới thiệu với anh 17 là khoảng 300-400 Việt Nam á. Ngon không?
Cái này ngon đấy. Thơm ghê rồi. Sẽ sẵn giờ cũng có vậy, mất tiền thôi. Nô người ta ở đây sẽ sẵn nhưng mà không có lộ.